Xin kính chào toàn thể các cô chú và anh chị đã trở lại cả kênh Đạp Xe Tải. Hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần. Hôm nay em sẽ dành thời gian chia sẻ những cái mẫu xe mới về, mẫu xe đã bán hiện tại đã và đang còn tại Đạp Xe Tải các bác nhé. Hiện tại em đang có rất nhiều các dòng xe, các mẫu xe từ 5 tạ, 7 tạ, 8 tạ này, 1 tấn này, 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 đầy đủ cả. 2 tấn 4. Các dòng xe Olin như là Olin 350, Olin 500B, Olin 800A. Có rất nhiều mẫu xe các bác lựa chọn các bác nhé. Tầm tiền từ 100 triệu. Ở video hôm nay thì em dành thời gian để chia sẻ và báo giá chi tiết cụ thể một mẫu xe. Một mẫu xe dòng xe Kia K2700. Một mẫu xe tải trọng 1 tấn 25, sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho một mẫu xe mới về này, biển số là biển số Thái Nguyên 20C11400. Với mức giá đang được chia sẻ hệ thống của kênh Đạp Xe Tải cho mẫu xe này là 215 triệu đồng cho mẫu xe đời 2013 các bác nhé. Chúng ta sẽ đi từ tổng thành chi tiết về chiếc xe này. Một mẫu xe biển số Thái Nguyên này, còn đăng kiểm ở tháng 11 năm 2020. Chiếc xe về tổng thành còn đẹp xuất sắc các bác nhé. Từ phần sơn si này, ngày hôm nay em sẽ quay chi tiết những cái mẫu xe mới về, mẫu xe mới về Đạp Xe Tải. Phần keo chỉ các cánh cửa còn nguyên này, trên kênh YouTube của Đạp Xe Tải cũng như là Xế Đẹp 88 thì em đã có cái video là quay cụ thể và chi tiết hướng dẫn cách xem xe, cách định giá xe rồi. Chúng ta có thể xem xe, xem xe bị đâm va hay chưa từ các phần keo chỉ cánh cửa này, xem keo chỉ còn nguyên hay không. Đó. Từ phần cột keo này, phần đinh bấm này, đinh bấm mấy cửa còn nguyên các bác nhé. Đinh bấm cũng như là cái đinh bấm và keo chỉ nó như là một cái tem bảo hành xe vậy, nó chạy khắp chiều dài xe, từ các phần cánh cửa, từ phần cabin, phần thành thùng, tất cả đều có hết các bác nhé. Nên khi chúng ta xem xe, chúng ta có thể kiểm tra một cách kỹ lưỡng qua từ phần xem xe bị đâm đụng hay chưa, đâm vai chưa, bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng phần đinh bấm và keo chỉ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả phần cabin của chiếc xe này. Chiếc xe này thậm chí người ta đã đầu tư rất là kỹ lưỡng, có cả rèm chống nắng luôn, rất là chú ý đảm bảo sức khỏe luôn. Hệ thống cabin này rất là sạch sẽ này, điều hòa đầy đủ rồi. Phần ghế ngồi này đã được bọc da, tạo được sự êm ái khi chúng ta di chuyển đi trên cung đường dài. Có điều hòa rồi nên không gian khá là thoáng mát các bác nhé. Điều hòa rất run. Hệ thống âm nhạc, cắm USB, khu trung tâm giải trí USB, đầy đủ cả radio, điều hòa, mắt rượi. Một mẫu xe tải trọng 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đạp Xe Tải cho mẫu xe này là 215 triệu đồng các bác nhé. Phần từ phần trần cũng rất đẹp này, tổng thành thì chiếc này không gì để chê với chiếc này cả. Về các bác vận tải kinh doanh mà là người chủ cũ của chiếc xe này đã biết rất là biết giữ gìn, biết chăm sóc rồi, các bác rất yên tâm về chất lượng của chiếc xe này thôi. Đây các bác, cánh cửa còn nguyên này, nguyên từ cái phần cánh cửa này, bản lề cánh cửa này, các chấm bảo bấm sơn, chấm sơn bảo hành còn nguyên này, chưa dấu hiệu của tháo ra thay thế gì cả. Toàn bộ phần cua lốc còn rất đẹp các bác nhé. Một chút nữa em sẽ lật cabin lên thì chúng ta sẽ theo dõi kỹ hơn phần cua lốc cũng như máy móc của chiếc xe này. Các đường đinh bấm chạy trải dài khắp thành thùng này,
hai hàng đinh bấm này, các bác có thấy rõ đây. Chứng tỏ là chưa có sự đâm va nào, va chạm nào ở bên hông của nó cả. Đinh bấm chạy thẳng dài. Phần đáy của cái cabin cũng còn nguyên đinh bấm này. Em quay rất là chi tiết ở cái mẫu xe này luôn để cho các bác có thể lựa chọn, đánh giá và lựa chọn được cái chiếc xe chất lượng phù hợp nhu cầu kinh doanh và công việc, không mua phải những chiếc xe bị lỗi các bác nhé. Phần sàn sóng này, hệ thống chassis rất là vuông vắn chắc chắn này. Hệ thống chassis vuông vắn chắc chắn, chưa có dấu hiệu của hao sơn lại hay là lúc vỡ gì cả, móc méo gì cả. Lốp lát thì còn rất đẹp các bác nhé, nó còn khoảng 90%, 85-90% hệ thống lốp này. Sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A nên cái việc chở hàng khoảng tầm 2 tấn đổ lại rất là êm ái nhẹ nhàng thôi. Chiếc xe này còn hạ tải còn 950 cân các bác nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với xem chiếc xe này đẹp có sàn hay chưa. Đây là những cái mẫu xe mới về ngày hôm nay. Các dòng xe tải trọng sử dụng hệ thống treo là càng chữ A. Hôm vừa rồi thì hôm thứ 7 vừa rồi thì em cũng đã có cái video livestream chia sẻ về các mẫu xe mới về. Các mẫu xe như K2700 này, K125 này, K190 này, K200 sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A các bác nhé. Chiếc xe này đã được lót sàn đầy đủ rồi, được lót sàn inox rồi này. Các bạn đang có nhu cầu về dòng chở hàng nhẹ nhàng đi quanh khu vực thành thị với mẫu xe chạy dầu tải trọng 1 tấn 25 đã anh ở trong 13 này, hãy liên hệ em qua các số điện thoại được ghi trên màn hình là 0975 180 777 các bác nhé. Em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nói chung là tổng thể những xe này không có gì để chê cả, từ phần cabin này, cái phần sàn sóng, máy móc, gầm bệ đều rất là ok. Chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy chiếc xe này các bác nhé. Chúng ta đến chi tiết phần máy chiếc xe này. Bây giờ em sẽ có những cái video quay một cách chi tiết cụ thể từng mẫu xe, báo giá từng mẫu xe mới về các bác để các bác nắm được một cách cụ thể nhé. Còn mọi liên hệ tư vấn thì các thể gọi qua số điện thoại ghi trên màn hình là 0975 180 777, 0975 672 888 và 0978 730 999. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần máy của chiếc xe này để chúng ta có thể đánh giá xem chiếc xe này liệu máy nó có ổn định hay không các bác nhé. Và đây là phần máy của chiếc xe K2700 đời 2013 các bác nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cả phần khuôn lốp của chiếc xe này, không có chiếc ham gì hay lọt mẹt vào luôn. Hệ thống chống nắm nó ổn này. Đến với đài xe tải thì em xin cam kết với các bác là những chiếc xe của em cam kết xe không đâm đụng, không gặp nước, không thử kích, sang xe được chủ nhanh chóng dễ dàng. Chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy chiếc xe này. Chiếc xe này là đi còn khá ít này. Các cái phần máy này, phần bơm này, màu máy nó còn nguyên cái màu xương tẩy màu này. Các đường ống dẫn dầu, từng đường ống dẫn này, nguyên các tấm sơn bảo hành này, đẹp mắt luôn. Máy móc nguyên bản. Các tấm sơn bảo hành của các cái phần taxi này, đều còn nguyên này. Đẹp các bác nhé. Vâng, vừa rồi là cái review chi tiết về mẫu xe Kia K2700 đời 2013, một mẫu xe tải trọng 1,25, hạ tải còn 9
150kg với mức giá đang được chia sẻ hệ thống của kênh Đặt Xe Tải cho mẫu xe này là 215 triệu đồng con nhé. Một mẫu xe biển số Thái Nguyên, điều hòa, lót sàn đầy đủ rồi, rất phù hợp cho nhu cầu vận tải chở các mặt hàng nông sản, chở hàng tầm dưới 2 tấn đổ lại rất là ok đấy các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá lần sau.